hơi suy thủy ạ. Vâng. Em báo cáo với thầy là về tập âm dương khí công theo tỷ lệ vàng thì em tập đều 4 lần một ngày, thì em cảm thấy cơ thể nó cũng không có gì thay đổi mấy, có nghĩa là nó cũng bình thường ấy ạ. Thế nhưng mà em, nhưng mà có cái thay đổi là cái tính của em là nó trầm hơn. Trước là em hay phản biện lắm, gần như là người ta chưa nói xong em cãi xong rồi. Nhưng mà từ lúc em tập thì em cảm thấy là mình trầm tính hơn, là mình và mềm tính hơn, đúng không ạ? Với cả cái thứ hai nữa là con nhà em ấy, cháu lớn nó bị lên chấp thì nó kêu rất là đau mắt, mà em chữa bằng thở âm dương ấy, thở đường dương ấy thầy. Thì chỉ có 2 lần thôi là cháu đã tự là nó hết sạch cái đấy, nó xẹp luôn. Em thấy rất là tuyệt vời đấy ạ. Với cả đến hôm sau cháu bị cái đấy xong thì hôm sau cháu bị sưng răng, mọc răng khôn, sưng lệch một bên hàm mà đau lên tận óc. Em cũng chỉ chữa cho cháu có 2 lần thôi. Vâng, mà cháu hết đau. Chị chia sẻ cách chữa của 2 trường hợp đấy đi, cũng ngắn gọn thôi. Em chỉ thở đường dương thôi, có nghĩa là thở cho cháu ấy ạ. Thở cho cháu đường dương, có nghĩa là em thở đến từ huyệt 19 đến huyệt vâng ạ. Xong rồi em đến cái chỗ đau của cháu em thở ra. Thì em chỉ làm, mà một lần đầu tiên em làm cháu bảo mẹ con đau cái lên chấp ấy. Thì con bảo là mẹ con đau lên tận đầu ấy, con đau lắm. Thế xong đến lần hôm thứ sau thì nó bảo con khó chịu lắm, nhưng mà đến hôm sau là cháu khỏi hẳn luôn. Vâng, hết luôn. Mà cái lên chấp của cháu thường nó phải đến bình thường cháu hay bị thì phải lên 10 ngày ấy thì nó mới khỏi được. Mà đây em chỉ thở có 2 hôm, mà mỗi hôm em chỉ thở có 2 lần thôi. Vâng ạ, em thấy là cũng rất là tuyệt vời. Mỗi lần mấy đường ạ? Mỗi lần em làm cho cháu 5 đường. Vâng. Vâng ạ. Em thấy rất là tuyệt vời đấy thầy ạ. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Vâng ạ. Tuyệt vời quá. Dạ, vâng. Em...